Cô chào tất cả các con. Các con có biết không, lòng dũng cảm của con người không chỉ được bộc lộ trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, trong đấu tranh vì lẽ phải, mà còn được bộc lộ trong cuộc đấu tranh chống thiên tai. Bài văn thắng biển các em học hôm nay sẽ khắc họa rõ nét lòng dũng cảm ấy của con người trong cuộc vật lộn với cơn bão biển hung dữ để cứu sống Quảng Đê. Cô mời các con dở sách giáo khoa trang 76 ra để chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài nhé. Tập đọc thắng biển. Ở bài này các con sẽ đọc với giọng đọc như sau. Đoạn 1. Câu đầu đọc chậm rãi, những câu sau nhanh dần, nhấn giọng từ nuốt tươi. Đoạn 2. Giọng đọc gấp gáp, căng thẳng, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, các từ tượng thanh, hình ảnh so sánh, nhân hóa. Ào, như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua, vụt vào, giận dữ điên cuồng. Đoạn 3. Giọng hối hả, gấp gáp hơn, nhấn giọng ở các từ ngữ thể hiện cuộc chiến đấu với biển cả rất gay go, quyết liệt. Một tiếng reo to, ầm ầm, nhảy xuống, quật, ngụp xuống, trồi lên, dẻo như chảo. Trước tiên cô sẽ đọc mẫu một lần. Trong khi cô đọc mẫu thì các con sẽ đọc thầm theo cô và gạch chân giữa những từ khó đọc. Và cho cô biết bài văn này sẽ được chia làm mấy đoạn các con nhé. Tập đọc thắng biển. Mặt trời lên cao dần, gió đã bắt đầu mạnh. Gió lên, nước biển càng dữ, khoảng mênh mông ầm ĩ càng lan rộng mãi vào. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mực, đớp con cá chim nhỏ bé. Một tiếng ào dữ dội như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra. Một bên là biển, là gió, trong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người, với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ. Một tiếng reo to nổi lên, rồi ầm ầm, hơn 20 thanh niên, cả nam lẫn nữ, mỗi người vác một vác củi vẹt, nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ. Họ khoác vai nhau, thành một sợi dây dài, lấy thân mình ngăn dòng nước mặn, nước quật vào mặt, vào ngực, trào qua đầu hàng rào sống. Họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống. Trong đám thanh niên xung kích, có người ngã, có người ngạt, nhưng những bàn tay khoác vai nhau vẫn cứng như sắt, và thân hình họ cột chặt lấy những cọc tre đóng chắc, dẻo như chảo. Tóc dài các cô quấn chặt vào cổ các cậu con trai, mồ hôi như suối, hòa lẫn với nước chát mặn. Đám người không sợ chết đã cứu được Quảng Đê sống lại. Theo Chu Văn, cô vừa đọc mẫu cho các con. Tiếp theo, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu xem bài tập đọc này sẽ được chia làm bao nhiêu đoạn nhé. À, bài văn sẽ được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến cá chim nhỏ bé. Đoạn 2, một tiếng ào dữ dội cho đến quyết tâm chống giữ. Và đoạn thứ 3 là đoạn còn lại. Tiếp theo cô và các con sẽ cùng nhau luyện đọc một số từ khó trong bài. Khoác vai, khoác vai. Quật, quật. Cuốn chặt, cuốn chặt. Quãng đê, quãng đê. Ngụp xuống, ngụp xuống. Khoác vai, quật, cuốn chặt. Quãng đê, ngụp xuống. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau giải nghĩa một số từ khó trong bài các con nhé. Mập có nghĩa là cá mập. Đây chính là cây vẹt. Cây vẹt chính là cây sống ở rừng nước mặn, lá dày và nhẵn. Chảo chính là dây thừng to và rất bền. Xung kích nghĩa là gì? Xung kích nghĩa là đi đầu làm những nhiệm vụ khó khăn, gay gò nhất. Cô ví dụ, những chú công an luôn xung kích trong việc đấu tranh với những kẻ xấu để bảo vệ bình yên cho đất nước. Cô vừa hướng dẫn các con cách tìm hiểu, giải nghĩa một số từ khó trong bài.
Và tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con cách đọc và ngắt nghỉ những cái câu dài nhé. Cô sẽ đọc mẫu một lần. Một tiếng ào dữ dội như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra, một bên là biển, là gió, trong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ. Ở đoạn văn này, các con đọc chú ý nhấn giọng ở những cái từ ngữ mà cô đã đánh dấu bằng màu đỏ, và sau đó là ngắt nghỉ hơi ở những cái dấu gạch xiên cô đã đánh dấu trên màn hình. Cô đọc lại, các con chú ý lắng nghe nhé. Một tiếng ào dữ dội như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra, một bên là biển, là gió, trong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ. Cô vừa hướng dẫn các con cách luyện đọc và đọc những câu dài. Trước khi chuyển sang phần tìm hiểu bài, các con hãy đọc lại bài tập đọc này cho cô 3 lần và sau đó sẽ trả lời thật tốt bộ câu hỏi cho cô nhé. Cô chào tạm biệt tất cả các con. Cô chúc các con học bài thật tốt và thật hiệu quả nhé.